Alo, xin chào toàn thể tất cả các bạn các khán giả thân thương của kênh Phước Vlog. Chúng ta bắt đầu giải bài tập số 26, trang số 9, sách bài tập toán lớp 8 tập 1. Thì đề yêu cầu là chúng ta phân tích sau đây thành nhân tử. Thì có nhiều cách để phân tích đa thức thành nhân tử. Thì trong đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là phân tích đa thức nhân tử mà sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ các bạn, hằng đẳng thức đáng nhớ. Rồi, chúng ta sẽ đi làm từng câu một ha. Chúng ta có A ha. A là x bình phương trừ cho 9. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là x bình phương trừ cho một số nào đó, thì chúng ta nghĩ ngay đó cái hằng đẳng thức là hiệu hai bình phương, tức là a bình phương trừ b bình phương thì bằng cái gì các bạn? Bằng a trừ b nhân cho a cộng b. Thì ở đây a bình phương chúng ta có rồi, là a bằng x, nhìn thấy quá rõ ràng các bạn. B bình phương, B bình phương thì B bình phương bằng 9, B bình phương bằng 9 ở đây, cho nên B chúng ta bằng 3 các bạn. Rồi chúng ta đưa về cái dạng cho thấy xuất hiện hai cái bình phương ha, x bình phương trừ cho 9 là tức là 3 bình phương, rồi thằng x trừ cho 3, a trừ cho b, rồi a cộng cho b. Như vậy ta có x bình phương trừ cho 9 bằng x trừ 3 nhân x cộng 3. Rồi, chúng ta sang câu B các bạn. B bình phương là 4x bình phương trừ 25. Đây, chúng ta thấy có hai cái là nó có cái dạng có cái bình phương xuất hiện ở đây ha, bình phương xuất hiện ở đây chúng ta nghĩ ngay đến hiệu hai bình phương y chang như trên, nhưng mà trong trường hợp này thì a bằng gì các bạn? A sẽ bằng a bình phương á, bằng 4x bình phương á, chia ra ở đây a nó sẽ bằng a mình sẽ bằng là 2x ha. Rồi b bình phương là bằng 25, tức là b bằng 5 ha. Rồi áp dụng này vào chúng ta làm nó xuất hiện thành cái dạng hai cái dạng bình phương ha, là hai nhân x bình phương trừ cho 5 bình phương ha. Rồi ta áp dụng vào ha, bằng a trừ b nhân a cộng b ha, a là 2x ha, trừ b 5 nhân a cộng b là 2x cộng 5. Như vậy thì chúng ta có đáp số là 4x bình phương trừ 25 sẽ bằng là 2x trừ 5 nhân cho 2x cộng 5. Dạ. Rồi, câu C. X mũ 6 trừ y mũ 6. Rồi. Các bạn còn nhớ lại cái kiến thức này không? A mũ M mũ N thì bằng A mũ M N. Ở đây chúng ta áp dụng theo chiều ngược lại, x mũ 6 bằng x mũ 2 nhân cho 3 thì bằng x mũ 2 mũ 3, hoặc là bằng x mũ 3 mũ chúng ta áp dụng cái nào cũng được, cái nào trước cũng được. Chúng ta là x mũ 3 mũ 2 các bạn. Rồi, này chúng ta bằng x mũ 3 mũ 2 trừ cho y mũ 3 mũ 2 hiệu hai bình phương. Hiệu hai bình phương thì bằng x mũ 3 cộng y mũ 3 nhân cho
ít mũ 3 ở y mũ 3. Dạ. Chúng ta khai triển tiếp ở trong các bạn. X mũ 3 cộng y mũ 3 là bằng gì các bạn? X cộng y nhân x bình phương trừ x y cộng y bình phương. Cũng ở đây là x trừ y nhân cho x bình phương cộng x y trừ cộng y bình phương. Đó. Vậy thì chúng ta khai triển x mũ 6 này ra thành 4 cái ha. Mũ 6 trừ y mũ 6 thành x cộng y nhân x trừ y nhân x bình phương trừ x y cộng y bình phương bằng x bình phương cộng x y cộng y bình phương. Đó, ông mặc lại hết các bạn. Rồi, như vậy thì bài số 26 gồm có 3 câu A, B, C chúng ta đã giải kết giải hoàn thành bài rồi các bạn. Bài này không có gì khó hết. À, chúng ta chỉ nhớ đến những hàng đạo thức cần nhớ. Đây gồm có là hiệu 2 bình phương nè. A bình phương trừ B bình phương bằng A trừ B nhân A cộng B. Rồi, gồm có tổng 2 lập phương nè. X mũ 3 cộng Y mũ 3 hiệu 2 lập phương ha. Thì ở đây mình nhắc lại kiến thức ở đây luôn ha. A mũ 3 cộng B mũ 3 thì bằng A cộng B nhân cho bình phương thiếu có hiệu AB ha. A bình phương trừ AB cộng B bình phương ha. Rồi A mũ 3 trừ B mũ 3 thì bằng A trừ B nhân cho A bình, đây là bình phương thiếu của tổng AB nha. Rồi, phần kiến thức nhắc lại nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có cái gì mà thắc mắc về nội dung và trình bày từ nãy giờ thì các bạn hãy comment ở bên dưới nha các bạn. Rồi các bạn cố gắng chia sẻ những video này cho các bạn cùng lớp cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.